luôn nè, dàn khe nữa, dàn từ trên xuống dưới luôn, bởi vì mới kêu là chim sâu vàng các bạn. Rồi anh em ơi, thể loại này liên hệ cho mình ha, 0906 964 446 ha. Đã ghê không? À, đi tới đây các bạn, mua ly cà phê đá ở nhà được hai chục phút rồi, nó tan hết rồi. Giờ mình ngừng mình uống các bạn, mời các bạn ha. Tan ra là nhách hết rồi. Cái ở đây khu vực này là kêu bằng chạy vô trong nữa là bầu cạn á, chạy ra ngoài thì quốc lộ 51 ha. Đây có cái vườn điều nè, mùa này có nhiều chỗ có trái điều rồi mà đây mới có bông rồi. Quá trời luôn, bông xum xê luôn rồi. Cây này già rồi, lâu năm rồi. Thường ốc ít nó ở tháng này thì nó ở vườn điều với lại vườn cao su các bạn. Vườn điều thì có trùm gỡ nó mới ở nha. Giờ mình vô hướng trong, mình đi bên phía tay phải ha, tại vì bữa đó là mình đi bên ở cái hướng kia đi vô ha. Nên mình bắt nguồn đây. Hôm nay mình đi ốc ít ha, thì có ít cô cũng bảy một hai con để mình dứt dắt tiền xăng ha. Mình nghỉ miếng uống cà phê xong mình đi. Ơi, nghe con kêu bạn, mình treo mồi lên bạn. Nó đang cự đá đặng đó. Đi qua đây coi thấy không? Nó đang cự luôn. Con là giọng hay quá. Con là giọng hay quá các bạn. Trông hay quá. Mình đưa xuống đất mình đánh nha các bạn. Nếu mà nó không đá là mình đưa đất mình đánh. Nó đang cự. Ốc mít mồi mà nó kêu quá. Đá là cứu rồi, đưa đất lên là thẹn cự không. Rồi dính rồi các bạn, dính rồi. Quá hay luôn, con này giọng hay quá, con này giọng bao hay luôn, lớn thăng mà hay nữa, hay quá, giọng hay quá, quá hay luôn. Giọng tuyệt vời, tại mình có con tai các bạn, giọng hay tuyệt vời luôn đó.
khá hay luôn, giọng hay cực kỳ luôn. Anh em biết sao, cái cây sào mình nó bị cà địch cà tan quá. Rồi ra rồi, ra rồi nè, quá trời hay luôn ha. Con này đã giọng hay cực kỳ luôn. Anh em ơi, liên hệ cho mình ha, 0906 964 446 ha. Mà giọng hay quá, 0906 964 446 ha. Rồi mình gỡ ra mình đi kèo khác luôn nha, quá hay luôn à. Mở hàng một kèo quá hay, nãy mình đi mình quên con mồi các bạn, cho nên mình đem mình về mình lấy ngồi đi các bạn, quá hay luôn. Không có gì bằng được con mồi hay. Mồi quá hay luôn. Con chim rừng này còn hay bạo nữa. Giờ mình bỏ vô nha anh em. Trước khi anh em bỏ vô đó thì anh em đưa cái mỏ nó vô trước, nắm cái mỏ kéo qua. Ừ. Mỏ làm mới được hả? Dạ. Nắm mỏ kéo qua ha, xong anh em vuốt cái này vô ha. Vuốt này vô. Rồi, anh em bỏ chồng vô đây ha. Xinh quá hả? Nhớ anh em bỏ nó vô là anh em bỏ cái chân vô luôn ha. Để nó cúng cái chân nó. Đang lấy xem hả? Dạ. Ồ, đẹp quá. Rồi. Mình rút cái đoạn này lại nha các bạn. Anh em bẫy quy ngài thì anh em mua theo dế nha. Anh em đút nó ăn ha, mua theo mấy con dế. Còn mình đi chắc nửa buổi mình về thôi. Rồi, mình kết thúc video đây ha. Của ông anh. Hồi mua năm tám mấy tới giờ hả? Không, hồi ông này ông mua là ông mua năm 9 mua 96. À. Nhưng còn trước nữa hầu ông chủ dân con ở của tôi là giờ 67. À. Đã mua hồi năm tám mấy, hầu trồng học điều đổ cà rem rồi đấy rồi đi đấy rồi trồng mà trồng già lắm chứ không có phải đâu. Của ta giờ là lên trái vàng chín thu hoạch hộp hộp hết rồi. Chín bận lắm rồi. Mà sau này mới có bông à? Tại vì mình không ở đó nữa. Không ở là nó không có hả? Không chị? Chăm sóc. Không có phân bón hả? Không bón rồi mình không cỏ không rác vậy nè. Giờ bông mong đậu trái thôi chứ. Bông bây giờ héo mưa cái là rồi. Mưa là bị hả? Héo mưa là đang thu hết. Sắc máu của chị hết. Không mưa thì còn được chứ mưa là thua luôn hả? Bây giờ mà bông mới này mới học mới chừng này mới bị lớn này thì làm đất gì. Đó hiện tại. Làm đất gì. Thôi mỗi năm được mấy cây? Bây giờ còn có mấy cây. Không. Cây ông cho cái kia tôi cá tôi trồng trồng hết chị. Lâu năm lắm rồi, chắc để kỷ niệm hả? Là mát ha? Không, ổng là ý, ổng là ổng kêu là đất vườn cây công nghiệp. Cây công nghiệp hả? Là ổng để cho ổng không cần tiền. Ông ở bên Úc. Đây là ông anh ha? Ông anh không có anh ruột. Mà anh là cái dạng là hồi xưa mua đất rồi ổng cho mình ở. Tôi mà trong vô hồi khó khăn. Giờ là khá rồi đúng không? Khá thì không phải khá nhưng mà mình cũng mua đất làm nhà là ổng kia được rồi. Em cũng có ông bạn đó, ông hồi xưa ổng vô đây khổ lắm. Cũng người chung á. Mấy đứa con đi bán vé số đồ cực khổ lắm. Mấy đứa con treo lóc chóc đi bán vé số giờ khá lắm. Nói chung là dân trong là họ chịu khó. Người trong là rất là chịu khó. Rồi biết tiết kiệm. Bây giờ thì qua bên kia ở. Thì cũng gần đây thôi chứ qua bên cái xóm được bên kia thôi. Cái điều là trái bự lắm, trái học bự lắm. Vì do người mình không ở đó. Ồ, chiên mông là đi bãi vậy là về bán nè. Dạ em nuôi á. Nuôi dữ vậy?
con rừng nó lỡ nó thấy cái lục nó đi lên, nó đi ngược cái lên các bạn. Bó tay thì chứ nó bể sao. Rồi thôi mình đi kèo khác anh em ơi. Ẩm rồi đội rồi. Hai còn hai bên. Ẩm về đội ha. Đã. Ê. Hai con hai bên, con kia con chuyền. Bên kia chuyền, con này con già. Rồi mình đưa ra mình gỡ anh em ơi.